Hello, xin chào tất cả và các bạn và các em học sinh thân mến. Các em học sinh thân mến, hôm nay chúng ta sẽ làm cái bài toán về mạch điện mắc nối tiếp nha các em. Mạch điện mắc nối tiếp gồm có R1 mắc nối tiếp với R2, gồm có UGB, một khóa K. Đây là một ampere kế và một vôn kế đo hiệu điện thế giữa R1 và R2. Thì bài toán người ta sẽ cho như thế này. Đề bài cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ này, trong đó R1 là bằng 5 ohm. 5 ohm hả các bạn? Khóa K thì đóng, vôn kế thì chỉ 6V. Ampe kế là chỉ 0,5A. Như vậy mình tính điện trở tương đương của đoạn mạch. Thì đây là đoạn mạch mắc nối tiếp, nên ta có các công thức. Ta có I là bằng I1 bằng I2. R vì nó mắc nối tiếp cho nên điện trở nối tiếp, điện trở tổng nó sẽ bằng, nó bằng tổng hai điện trở R1 và R2. Còn U thì là U hiệu điện thế thì nó cũng bằng UAB, là nó bằng U1 bằng U2 luôn. UAB là bằng U1 cộng U2 nha các bạn. Đó. Chỉ có Y là bằng nhau. Vì sao Y nó bằng nhau? Vì Y nó chạy trên một cái mạch này thôi, một cái dây dẫn thôi. Thì Y nó sẽ bằng Y qua A sẽ bằng Y1 sẽ bằng Y2. Nhưng mà R thì bằng R1 cộng R2. UAB sẽ bằng U1 cộng U2. Rồi. Bây giờ đây người ta cho gì rồi? Người ta cho ampe kế, có nghĩa là Y. Ta có Y nè. Y sẽ bằng bao nhiêu? Y là bằng 0,5. 0,5 ampe. U là vôn kế chỉ 6V, tức là U là bằng 6V. U đây chính là UAB. 6V. Thì ta có một công thức nữa là R tương đương là bằng UAB chia cho Y. Như là mình có R nè, câu A này R tương đương nè, là bằng UAB chia cho Y. Mà UAB của mình đây bao nhiêu? UAB của mình đây là bằng 6. Y của mình đây là 0,5. Như là bằng 6 chia cho 0,5 là bằng 12 ohm. Đó là câu số 1 rồi các bạn. Câu số 2, câu B, tính điện trở R2. Thì mình có điện trở tương đương sẽ bằng gì? R tương đương của mình sẽ bằng R1 cộng R2. Như vậy muốn tìm R2 thì ta sẽ R2 thì bằng R tương đương trừ đi R1. R2 sẽ bằng R tương đương của mình là bao? Là 12 ohm trừ đi R1. R1 của mình đây, R1 của mình là 5. Như vậy là bằng 7 ohm. Như vậy đáp số R2 của mình chứ, R2 của mình là bằng 7 ohm. Thì qua cái bài học này thì mình cần nhớ những cái gì đây các bạn? Mình cần nhớ là mình có cái định luật ohm là Y sẽ bằng U chia R. Đó. Y là tỷ lệ thuận với hiệu điện thế và Y là tỷ lệ nghịch với R. R điện điện trở càng lớn thì Y nó càng càng nhỏ. Hiệu điện thế càng lớn thì cường độ dòng điện càng lớn.
Như vậy từ đây mình sẽ suy ra R sẽ bằng gì? R sẽ bằng, mình nhân chéo nha các bạn, R mình đẩy lên đưa Y xuống, R là bằng U chia cho Y, hoặc là R là bằng U nhân 1 chia Y là cũng ra U chia Y. U sẽ bằng gì? Cái phần này phần ngoài ta nha. U sẽ bằng Y nhân R. À, U sẽ bằng Y nhân R, mình nhân chéo lên các bạn. Rồi mình có công thức gì nữa? Mình có công thức là vì nó chạy trong một cái mạch này, thì Y đây, Y1, Y2, đây là R1, R2, thì mình có là Y sẽ bằng Y1 bằng Y2. Đó, mạch nó bắt nối tiếp là nó chạy qua đó. Còn R, điện trở là sự cản trở mà, cản trở dòng điện, cho nên trên một cái đường này nó càng nhiều điện trở thì nó sẽ bằng tổng cái điện trở cộng lại. Nếu có 3 điện trở thì sao? Đây là R1 này, R2 này, R3 này, đây Y này. Nếu có 3 điện trở thì R tương đương bằng R1 cộng R2 cộng R3. Và Y sẽ bằng Y1 bằng Y2 bằng Y3. Bởi vì nó cùng chạy cái một con đường mà, một đường dây dẫn thôi. Và U, UAB, UAB sẽ bằng U1 cộng U2 cộng U3. Đó, phần này thầy nhắc lại cho các em thôi. Làm bài toán mình thì chỉ cần tính đây, R tương đương là bằng 12 ôm, và R2 là bằng 7 ôm. Đó. Và các bạn và các em học sinh thân mến, bài học về mạch điện mắc nối tiếp đến đây là hết rồi nha các bạn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn và các em học sinh, và xin hẹn clip sau nha. Bye bye.